Chúa cùng anh chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nhìn lên thấy những người giàu có bỏ tiền dân cúng vào hòm tiền, người cũng thấy một bà quá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ nên bảo rằng thầy bảo thật các con bà quá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho thiên chúa còn bà này túng thiếu bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày khi nói về vấn đề bác ái chia sẻ cho người khác thì ông bà xưa của chúng ta luôn có một câu nói Để nhắc nhở và răng bảo cho chúng ta Của cho thì không trọng hơn cách cho Mặc dù của cho là một điều rất quan trọng Bởi vì khi tôi đói tôi cần có của ăn Tôi khát tôi cần phải có nước uống Cho nên khi một người rơi vào trong tình trạng đói khát được người khác cho những thức ăn đó là một điều rất cần thiết để giúp cho họ thoát khỏi những cái nỗi khổ đau và có thể nói thoát khỏi nỗi chết thế nhưng nếu tôi cho họ thức ăn về chính của ăn vật chất mà chúng ta lại khủng bố về mặt tinh thần nghĩa là tôi cho người khác mà tôi nói lên những lời đai nghiến thì xem ra cái của ăn tinh thần nó đau đớn và nó còn kéo dài nhiều hơn nữa cho nên trong cuộc sống nhiều khi người ta cho của cải vật chất nhưng mà chưa chắc hẳn là người ta cho thật tôi thí dụ như người ta cho ai đó một điều như là một nhà tài trợ thì coi chừng tôi muốn dùng một cái sự quảng cáo để người ta biết được cái thương hiệu của tôi Và nhờ đó tôi sẽ bán đồ được nhiều hơn Cho nên tôi cho một cái hình thức như thế Chẳng khác nào đó là thả một con tép để bắt một con tôm Tôi cho hình thức thứ hai Nghĩa là cho nhưng mà nói lên những lời khó nghe, chối tay, gai mắt Thì điều đó dường như tôi cho người khác cho cho đi khuất mắt cho cho xong cho rồi để khỏi phải vướng bận điều đó cũng chưa thể hiện được một cái thái độ của việc cho đi và ngược lại trong cuộc sống nhiều khi có những người người ta không cho người khác điều gì hết nhưng mà lại cho họ cả một niềm hạnh phúc người ta kể câu chuyện về một nhà văn hào của nga một hôm anh ta đang đi trên đường và tay cầm một tờ báo chăm chú đang đọc những dòng chữ trên tờ báo thế là bất chợt anh đi sang đi ngang qua mặt một người ăn xin lúc đó anh đã ý thức và dừng lại để thoạt tay vào trong túi quần của mình để tìm một số tiền nhỏ nào đó mà giúp đỡ cho người ăn xin ấy thế nhưng anh ta tìm hết túi này tới túi khác mà không tìm được một đồng nào hết. Lúc này nhà văn hào mới quay sang người ăn xin và nói với anh ta như thế này: này anh bạn, tôi xin lỗi bạn, bởi vì tôi muốn tìm một cái gì đó để cho bạn giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn. Nhưng mà trong túi tôi giờ đây không còn một đồng nào khác. Cho nên tôi xin khất lại lần sau gặp bạn lúc này thì người ăn xin ngồi bên vệ đường đã bừng sáng mắt lên và thốt lên một câu như thế này anh gọi tôi là bạn ư đó là một điều cho đi rất lớn bởi vì từ trước tới giờ không ai coi tôi là một con người cho nên việc cho đi là một điều quan trọng mà chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần phải ý thức về thái độ của sự cho đi. phải chăng trong đoạn tin mừng đã trình bày cho chúng ta về những điều này? mặc dù rất nhiều những con người giàu có đã bỏ vào hòm tiền những thứ tiền rất là lớn, ấy mà chúa nhận định họ chỉ cho những thứ mà mình dư thừa. còn chính bà quá là một người nghèo khổ chỉ bỏ vào trong hòm tiền chỉ có hai đồng thôi nhưng mà được chúa ca tụng bởi vì bà đã bỏ tất cả những gì bà có để dâng lên cho chúa cho nên qua đó đã cho chúng ta thấy được cái lòng của bà quá và qua tấm lòng của bà quá đó đã giúp cho chúng ta thấy được đời sống đức tin của bà quá như thế nào bà đã biết đặt tin tưởng vào ai trông cậy vào ai phó thác vào ai trong đời sống của mình. Mặc dù đứng trước một sự bấp bênh, nghĩa là tôi không còn có đồng tiền nào để xài, nhưng mà bà tin chắc rằng tôi tin tưởng vào Chúa, tôi cậy trông vào Chúa, những điều đó Chúa sẽ ban ơn và giúp sức cho tôi. Cho nên trong đoạn tin mừng này, một cách nào đó Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy ý thức về việc cho đi của mình không phải là tôi có tiền có của thì tôi mới dâng cho chúa bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta cần phải dâng cho chúa con người của chúng ta cuộc sống của chúng ta thái độ của chúng ta cách cư xử của chúng ta thời gian của chúng ta tất cả đều là chúa ban cho mình cho nên tôi hãy tận dụng tất cả những thứ đó để làm sao Mỗi ngày tôi dâng cho Chúa bằng một lòng quảng đại của mình Để qua đó tôi thể hiện niềm tin vào Chúa trong đời sống của chúng ta Cho nên hôm nay trong thánh lễ này, này Với ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta Hãy thể hiện như lời của Thánh Phaolô đã nói Dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi nghỉ, dù tôi ngủ chúng ta hãy làm tất cả để sáng danh thiên chúa trong cuộc sống của mình amen